hôm nay lên cho bác em họa mi thuần đét này anh em này. Em này hot như một cái máy luôn anh em ơi. Thuần lắm này. Đấy. Giọng cực kỳ là hay luôn anh em nhé. Giọng hơi cực kỳ dài luôn anh em ạ. Này thì chim tầm 35 lồng thôi nhá, thuần phải đến 98% rồi, 99% rồi anh em ạ. Bóng bộ đầu mặt ok anh em nhá, quan trọng là hot rất là nhiều anh em ạ. Cao cầu anh em này. Hot dã man luôn anh em ơi. Anh em nào bổ kết em họ mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nha anh em nhá. Ngoài chim ra anh em có cám chim anh em nhé. Cám chim thì có cám mi, cám khiếu, trào màu, chơi lửa, chơi than và cám tổng hợp anh em nhé. Quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Anh em nào thích thì anh em alo em nhé. Tóm lại là anh em ạ, con chim nó chơi tốt thì nó quay được clip anh em ạ, nó không chơi được thì cũng phải thành lý thôi anh em ạ. Thank you.
hay thật rộng. Mỏi tay quá anh ạ. Hơn 10 phút đấy. Rồi, 10 phút rồi. Anh em nhà bộ kết em họ Mi này thì alo cho em nhé. Nó hot được khá là lâu rồi anh em ạ. Hơn 10 phút rồi. Xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau nhé. Anh em mà không ấy thì anh em có thể lấy em họ Mi này về anh em nhé. Cực kỳ là chất lượng luôn anh em ạ. Nó thật sự anh em rất là chất lượng luôn em họ Mi này. Xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye tất cả mọi người nhé. We'll be right back.